Có mỗi con sam là còn nhiều nhất, sam chọc côn lắm, chọc chọc thẳng xuống dưới. Anh sam rất là thông minh, anh tắm thẳng chút xíu mà dễ bút sữa mà. Đây khô à. Ông cho cháu một trái dừa nữa nha. Trời ơi, mồ hôi hột kìa. Thưa anh, sao hết quả dừa hay sao ấy? Sam là còn nhiều nhất, sam chọc côn lắm, chọc chọc thẳng xuống dưới. Anh sam rất là thông minh, anh tắm thẳng xuống nên là anh uống được nhiều. Thank you.
Sao không hút hết đâu con? Ông chặt cái này là đôi cho con để con. Đây con uống đi con uống. Ngồi hẳn xuống con. Con ôm mọi người uống được một đề sát rồi con. Sao qua đây? Không có bê được, người nhỏ thôi người ta. Dạ. Đọc về nhà mấy cái thiệt. Đúng như vậy, không nói mặt ấy nha. Cái đúng tờ giấy đó ông bẻ ngồi công an hỏi là đang bẻ ra giấy là kêu. Để đấy. Ôi. Xin nó cho. Cả đến non nhỉ. Con nó già xin. Đây là gì vậy? 20 triệu. Giờ Ngọc mà sấn Ngọc độ ba nó nhảy vào không cho đâu, không cào ra, không cho đâu, không cào đậu ra luôn á, không cho, không cào đấy. Rồi. Một ngày mà không bế nó ngồi bế nó ôm cổ, bắt nó cào nhớ. Cắn cổ nó ôm cổ nhớ cái đầu nó cắt gặp tóc của nó vậy đấy chứ. Cái tóc của nó như thế đấy, đầu nó như vậy đấy, không phải cắt đâu. Sao sao hôm nay là ta đợi cho tí. Yo, 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 yo.
Cho em miếng. Yeah.